Xin chào các bạn, hôm nay tôi đại diện câu lạc bộ Tiên Cá đến hội người mù ở quận 8 nằm tại số 9 đường Nguyễn Văn Của để phát gạo từ thiện cho quý bà con ở đây. Nhân tiện tôi sẽ giới thiệu với các bạn, đây là chú Mai, trưởng ban công tác xã hội của báo giáo dục. Thì cái chương trình này từ khi nào vậy chú? Cái chương trình mà ủng hộ cho người hội người 8 thì một số khó cũng khoảng là 10 năm nay. Tức là một năm như vậy là cho hai đợt. Tức là nhằm mục đích là động viên mấy cái người mù họ sống gắn kết với cộng đồng, tạo họ cái sự cởi mở rồi gọi thân thiện với cộng đồng để tạo họ cho cái sự sống này, cái yêu thương của sự sống này. Nhiều khi họ đi quan, ví dụ như họ bị hoàn cảnh đưa mù rồi, cái họ cảnh đi quan mình gắn kết với họ để họ thấy họ vui vẻ, họ thấy có cái trách nhiệm với cộng đồng như vậy. Chia sẻ thành ra nhiều khi họ là sống rất là vui vẻ và đôi khi là rất là ích cho sao. Dạ. Thậm chí là có ít hơn những người mà có mắt sáng nữa. Dạ. Cháu thấy nhiều người mắt sáng nhưng mà rất là có hại cho xã hội. Thì so với những người đó thì cái người đại thiệt rồi, những người mắt sáng nó hoàn toàn không sao. Ví dụ như anh hội trưởng anh Dũng là hồi xưa là ảnh là người là sáng mắt, nhưng mà qua cuộc chiến ở Campuchia đó là cướp hai cái mắt của anh, anh bây giờ trở thành một người cũng có gia đình và đàng hoàng, anh là người rất là có công cho gia đình và người ta. Thì cháu mà có liên kết được cái này thì là một điều rất hạnh phúc. Sau khi nghe chú Mai chia sẻ chân tình, các bạn cũng thấy đó là lý do tôi đến đây để phát triển quỹ ủng hộ người mù ở quận 8. Một năm chỉ quyên góp 2 lần thôi, nên chắc chắn câu lạc bộ Tiên Cá sẽ thực hiện điều này vì cộng đồng. Tôi muốn cho các bạn cảm thấy giá trị đích thực của cuộc sống từ việc làm này. Mới thật sự là những con người sáng mắt, vì xã hội bây giờ có quá nhiều người sáng mắt lại như mù, không còn biết tốt xấu trắng đen, nên tôi mới lên mạng dám nói xấu những kênh YouTube nổi tiếng vì đang làm hại tư tưởng trẻ em, để cảnh tỉnh mọi người, muốn các bạn đừng để cái xấu lây lan xã hội nữa. Thì sau một thời gian các YouTuber bị tuôn vạch trần những chuyện xấu trên ngôn nghịch dại, để câu view cũng đã thay đổi, họ đã bớt làm những video clip bậy bạ, thật là đáng mừng. Thì tuôn cố tình làm như vậy chỉ muốn các bạn thay đổi tích cực mà thôi, vì cái xấu đã quá nhiều rồi mà các bạn không thức tỉnh thì cái xã hội này cũng không tồn tại được bao lâu nữa. Chiến tranh sẽ nổ ra, thiên tai tệ nạn sẽ hủy diệt trái đất. Bởi vậy các bạn có đôi mắt sáng nhìn thấy thế giới xung quanh, chân tay lành lặn mà có thể làm ra những việc xấu để ảnh hưởng tiêu cực đến mọi người thì sống còn thua người mù, nên đừng có lên mạng làm mấy cái chuyện bậy bạ nữa nha. Và câu lạc bộ Tiên Cá Tuyên ra đời không chỉ là nơi để các bạn đến đây vui chơi sinh hoạt lành mạnh, kêu gọi bảo vệ thiên nhiên động vật, mà cũng là một cái nơi để gắn kết tình yêu thương đối với cộng đồng. Trở thành người cá có nhiều sức khỏe và trí tuệ thì chúng ta phải càng sống ý nghĩa hơn nha các bạn. Tuyên đi đến đây lần này để cho các bạn biết chúng ta sẽ có chương trình gây quỹ cho người mù. Còn lần sau thì sẽ giao trách nhiệm cho người cá Britney, đại diện câu lạc bộ Tiên Cá, tiếp tục phối hợp với báo giáo dục để xây dựng chương trình an sinh xã hội. Còn mục tiêu chính của Tuyên vẫn là phát triển quỹ bảo vệ thiên nhiên và động vật, vì loài vật cần được quan tâm và mất nhiều thời gian hơn, nên Tuyên sẽ trực tiếp làm việc đó. Thêm hai vấn đề nữa mà tôi muốn thông báo để các bạn người cá của câu lạc bộ chúng ta chuẩn bị tinh thần. Là đầu tháng 12 sẽ có chuyến đi phát quà cho trẻ em khó khăn ở Đắk Lắk, nên ai muốn tham gia thì đăng ký luôn nha. Và chắc chắn là tôi sẽ tham gia cái chuyến đi đó. Tiếp theo, câu lạc bộ Tiên Cá sẽ được đăng trên báo Xuân của báo giáo dục, nên tôi cần các bạn chuẩn bị một buổi chụp ảnh chuyên nghiệp vào sự kiện câu lạc bộ Tiên Cá tuần thứ 35. Hy vọng các bạn sẽ đến đông đủ, thì câu lạc bộ Tiên Cá của chúng ta càng phát triển mạnh thì sẽ càng mang đến tình yêu thương nhiều hơn cho tất cả mọi người.